Lần này là lần mà Quyên thấy dưa đã tay nhất luôn á. Xin chào cả nhà. Quyên sẽ ăn một bịch bánh canh. Mời cả nhà ăn bánh canh nha. Nó mắm gừng. Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ 10 giờ rưỡi rồi. Sáng giờ quần quần. Quá trời đói bụng luôn. Hôm bữa giờ ông nội Quyên bệnh ở bệnh viện á, rồi chị hai sinh nữa, rồi cái người bé Sâm nữa cái nhà, bé Sâm ở nhà phải có người chăm nữa, bác phụ lo chị hai, chị anh hai. Quyên chạy vô chạy ra, ông nội ở bệnh viện cũng hơn tuần. Cái không có thời gian mà mình hái dưa được luôn. Bây giờ hôm nay mới có rảnh được nè. Giờ đang ngồi ăn, ăn xong Quyên sẽ lên hái dưa. Về cho mà cái mệt quá. Mà mình cũng nằm luôn. Mệt á. Chứ không có hái dưa chứ. Không hái nay hai bữa. Mấy bữa trước còn tranh thủ hái. Còn hai bữa nay hái không nổi nữa. Giờ tay bự chẳng cả nè. Mới chốn bịch á. Mỗi người ăn bịch. Bánh canh. Ăn hay uống thuốc. Hết rồi. Giờ uống ngậm mấy viên kẹo nha. Út cũng ho ho luôn. Cái mua 2 liều thì Út cũng hết rồi. 2 ngày 4 liều. Với mua viên kẹo chốt ngậm. Kẹo ngậm chị đau họng ho đó coi nè.
một lát Nguyên Minh lên mình quay cho cả nhà coi, nhìn đã lắm. Từ hồi mình trồng nay cũng rất là lâu rồi, Nguyên trồng dưa hồi mình dễ vợ luôn á là đã bắt đầu trồng rồi đó, chưa có lần nào mà để dưa bự như lần này luôn á. Nhìn thấy đã ăn mắt lắm. Dưa đó giờ hái vô không biết làm gì đây, bự quá. Mà nhìn nó đeo lên cái dây, cái vàng á, nhìn đã ở đâu đó. Đây chén mắt công, đến đây ăn, đổ ra luôn. Còn đó, này dư. Vô. Rồi, chuẩn bị đi ăn, còn miếng ăn không nổi nữa rồi. Rồi, đây đây đi. Mấy cái cà nó lớn, không có hái vô ăn, nó muốn già luôn. Cà này lớn rồi. Sâu chích luôn. Cà không hái có ăn, nó trái để già luôn nè cả nhà. Bị sâu nó đục đây luôn nè. Chèn đét ơi. Nè cả nhà, cái vàng khổ qua của mình á, nó tàn lụi luôn rồi. Mấy cái trái này không coi ngó là sâu nữa, chết hết trơn à. Mưa mưa gì nè, cỏ nó lên dữ lắm. Mấy trái này bị sâu xong rồi nó hư nè, thối nè. Mình trồng nhiều lắm mọi người. Kìa. Hai ơi. Đã quá, trái bự chảng luôn. Cả nhà coi kìa. Đẹp quá à. Trái bự thiệt nhưng mà nó nổi lên đẹp ha. Hồi chiếc này hái đã luôn. Cái trái đây nè, hái cưng á. Bự ơi là bự luôn. Mê quá đi. Dẫn cả nhà đi vòng coi nha. Trái kìa nè, quá trời trái luôn. Một con heo nằm đây nè, sắp chuyển màu vàng vàng luôn rồi. Nguyên còn có bắp mấy trơ đây nữa, bắp lắm mọi người, bắp nếp rồi đó mấy trơ đây nè. Mình mà chịu quay cái vườn của Nguyên ha là cả nhà coi đã luôn á, đủ loại hết á. Thôi anh trái này nó cong rồi mọi người, trái rồi nó vậy nè. Dưa này mới có 2-3 ngày không hái thôi mà nó bự cỡ đó đó. Mình thấy mê luôn, nhìn thích ha, muốn ăn trái này ghê luôn á. Để lát hái ăn. Giờ xách vỏ đi hái trước đi, lát ăn sau. Để hồi nắng lên hái xỉu ạ. Cho vô. Cái bự nè. Như cỡ này nè, người ta đâu có mua đâu mọi người. Ngoài chợ bự vậy là mình đem ra là coi như là mình phải đem về luôn á, chứ đâu ai mua. Mua nhỏ nhỏ như mọi lần mọi ngày mình hái vậy đó, càng nhỏ thì người ta lại càng thích. Già này hộp nó cứng với lại nó chua chua, cái hậu chua chua, nhỏ non ngon. Chợ có những cái trái dưa nhỏ xíu vậy nè, cỡ này nè, rồi cũng có bán nữa, cỡ này ăn rất ngon ngọt nè, ta bán này nhưng mà giá nó cao thôi. Trời ơi, hái trái này.
đã. Cái này nó bự. Lần đầu mình hái mấy trái dưa này, một lát phải ăn một trái mọi người. Không biết ăn hết trái không luôn á. Bình thường ăn trái có chút vậy phải không? Hôm nay đổi qua ăn trái bự. Coi như thế nào nha. Đi xuống đầu dưới ăn đi, giờ ở đây nắng. Nắng hết quá. Hai trái nhỏ, hai trái bự. Đây nữa, trái dừa dừa. Ba trái. Lồng gỗ luôn. Mấy trái kia thì mình còn sợ nó lẫn trong lá mọi người. Mấy trái này đâu lẫn nổi đâu. Không có cái lá nào che được nó hết á. Tại nó quá rồi, nó bự rồi. Nên hái mấy trái này rất là sung sướng. Mình dòm vô là mình đã thấy nó rồi. Không cần nhặt lá tìm. Cũng sắp tàn rồi. Tàn thì Quyên sẽ trồng lại vụ mới nữa. Nằm phơi nắng nè. Dưa này giờ làm gì ăn nha cả nhà. Thầy bà Huyên cũng chỉ biết làm dưa mắm á. Rồi kim chi. Rồi môi cái ruột ra mình hầm với xương hay gì đó. Có xương, có cá hầm cá. Cách sai. Trái giờ nó cũng khổng lồ quá rồi, chắc phải môi ruột. Ừ, đâu ra tái này dài ha. Tái này khác ta. Người ta cục cục không, tái này dài y như là tái dưa leo trong chợ, trong siêu thị á. Lát cho chú hai ăn mớ. Tại dưa leo này ổng thích á. Ổng thích cái loại dưa leo bự vậy nè. Không, được một sọt rồi. Lần này là lần mà Nguyên thấy dưa đã tay nhất luôn á. Hái dưa mà không cần suy nghĩ luôn á. Còn hai hàng với phải mót lại. Mày là mệt lắm mệt. Giờ hai trái dưa này ăn rồi. Nãy Quyên nói mình hai trái dưa nào qua nè. Cái trái này là đại ca nè mọi người. Bự nhất từ nào giờ.
mời cả nhà. Một trái thì dài, một trái thì cục. Giòn quá. Cái vỏ ngoài dày quá. Dày cui luôn á. Thịt ở trong thì lạt lạt ngọt ngọt. Cái hộp á thì chưa già. Ăn chung cái hộp ngọt ngọt. Hơi chua chua. Mà cắn hộp bể ra lại ngọt. Nước rất là nhiều luôn à. Chảy chảy luôn. Quên ngày bữa trưa mà mình đi làm á, mình mà quên đem nước. Hái trái dưa bự cỡ vậy nè nha. Dưa nhỏ thì ít nước hơn. Mình ăn là đỡ khác lắm á. Nước nhiều lắm. Cái nhỏ nước không bằng. Bên đây cũng có dưa nè. Ăn trái dưa này không phải là đã khác thôi mà no luôn. Cắn tới mấy hộp sực ra giòn ngọt thiệt. Dưa bự có cái ngon của dưa bự. Dưa nhỏ ngon của dưa nhỏ. Mà mình ăn một trái rồi nha. Trái này bự nữa ăn mỏi mọi người. No quá. Cái này có muối chấm ăn ngon. Quệt luôn. Chỗ mình mới ngồi nè. Vô nhóc á tướng. Nhìn đây thấy mê cái nha. Nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đó, nhìn lên đó kìa. Nhóc hết trơn luôn. Đây. Xong hàng này nữa là xong rồi nha mọi người.
Rồi, hôm nay được 2 sọt chưa? À, để khi nào Nguyên làm món ăn thì mình sẽ chia sẻ với cả nhà nữa nha, quay chia sẻ với cả nhà nha. Hẹn gặp cả nhà.